Nam Mô Di Phật, kính thưa tất cả những quý vị đồng đạo. Hôm nay cũng có nhân duyên được hầu ngộ tất cả những quý vị đồng đạo, đây cũng là một niềm vinh hạnh, đây cũng là một điều hết sức là may mắn trong cái buổi gặp gỡ. Thì trong cái buổi gặp gỡ nào nó cũng có nhiều cái cần thiết để mình trao đổi, mà nhưng riêng cá nhân anh em chúng ta thì người tu thì mình phải tìm hiểu qua những cái lý lẽ của đạo đức để mình tu. Mà khi mình đã chấp nhận mình tu thì mình phải tu làm sao cho nó đạt đến những cái thành quả, nói chung là nghe căn lời cho có mơ hồ đó, hay tìm nghĩa làm theo đắc đạo. Như vậy thì bây giờ anh em chúng ta phải tìm hiểu nghĩa nguyên nhân xuất xứ của Phật giáo để rồi mình bắt đầu mình áp dụng thực hành trong cái đời sống của mình để đạt đến những cái thành quả đắc đạo cũng như là giải thoát rồi cứu giấc của quyền nó tổ bà cha mẹ của mình. Thì đây thì nếu mà anh em có cần trao đổi gì thêm những cái yếu điểm đó thì mình đưa lên để mình trao đổi. Bây giờ mấy bác có cần gì không, có cần mình trao đổi những cái Đây yếu cũng điểm gì của mình trong đời tu thôi, còn ngoài ra những chuyện khác thì mình tạm gác nó đi, khỏi cần lên bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa ông Năm, dạ kính thưa chư quý đồng đạo ở cộng đồng mạng trong và ngoài nước kính mến. Nhịp cầu giao cảm đầu tiên xin hỏi ông Năm, như là cái người cư sĩ tại gia mình phải tu như thế nào, mình phải hành cái pháp môn nào cho hợp, và mình phải nên phải làm sao để được giải thoát. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái quan điểm của cha hỏi đó, cái người cư sĩ tại gia thì mình đứng ở cái quốc độ theo giáo hảo thì trong đó nó có hai hạng, một là cái hạng tại gia, hai xuất gia. Thì hạng xuất gia đó thì gồm các nhà sư, những như cô đã hoàn toàn ly khai gia đình phương bề bản cái thân vào cái thiền hoặc núi non am tóc. Thì còn hạng tại gia cư sĩ vì mình còn nặng nợ non sông tới quốc gia đình với đồng bào xã hội chưa thể làm như các nhà sư hay nơi cô đẳng. Vì là hai cái hạng mà Đức Thầy Phật giáo hảo đã dạy rõ ràng rất minh bạch trong sớm giảng thì dân giáo lý toàn bộ. Thì bây giờ ta hỏi cái người cư sĩ ở tại gia mình có thể tu được giải thoát hay không, hay là mình phải làm như thế nào mới tròn được cái đạo hạnh của người cư sĩ. Thì cái quan điểm của chú và cái giáo lý được thầy đã dạy đó, thì cái người cư sĩ tại gia thì mình muốn làm tròn nhân đạo thì trước nhất mình phải giữ dạng bốn ăn. Mà nếu mà chi tiết ra bốn ăn này thì nó rất là dài dòng, nhưng mà chú chỉ đọc cái đại khái của bốn ăn thôi. Một là ăn tổ tiên cha mẹ, hai ăn đất nước, ba ăn đồng bào, bốn ăn tam bảo. Nói vậy thì mình muốn làm tròn cái nhân cách của cái người cư sĩ tại gia thì mình phải giữ dạng bốn ăn này. Còn nếu mà nói tới cái người cư sĩ muốn giải thoát thì cái đó là mình phải tự quyết, chứ không có thể nói tôi xuất gia mới được giải thoát, hay là tôi ở tại gia tôi không giải thoát. Cái đó là một cái sự mê lầm, sai lầm của con người, mình tự ràng buộc. Cái gì danh từ hai chữ giải thoát tức là mình ra khỏi. Đúng rồi. Mà nếu mà mình thấy mình đang ràng buộc trong một cái lý do gì và một cái tệ nạn gì, hay là một cái mê si gì, thì mình phải tự giải thoát nó ra. Ví dụ như bây giờ mình tánh phàm phu, ví dụ như tham sân si nhân ngã thiện não cố chấp tật đố dần chuyển vô định như nhân dân, vì thì mình muốn giải thoát mình phải tập sự, mình mới tập sự làm sao những cái đó nó đến cho mình đừng chấp nhận. Còn giả dụ trong đó nó có rất nhiều cái danh từ, có những cái mỹ ý mà chúng ta không có thể mình cố gắng thực hiện được nói gì, thì muốn giải thoát đương nhiên chúng ta phải phải cố gắng làm sao để dương hết sức mình để mình thổi mở tất cả những cái sự ràng buộc. Chứ nếu không có cái cách nào mà nói tôi giải thoát mà tôi còn ràng buộc, ví dụ như bây giờ mình còn dính níu một cái chuyện gì nhỏ đó thì mình muốn giải thoát mình phải buông bỏ. Cái đó là cái quan điểm chung của cái người tu tiến trên con đường Phật giáo. Như theo mà theo như, như như ông Năm khuyên cho bà con á, như là mình tu ở tại gia cư sĩ mình phải cần giữ giới như thế nào, và có cần chay trường không, hay là ăn 4 ngày là đủ ông Năm? Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Không có cây tu thì nếu mà nó khẳng định đủ với thiếu thì không mình không nên nói. Nhưng mà cái ăn chay trường, ăn chay kỳ hoặc giả tu cách này cách kia, cái đó là mỗi một cái nghiệp duyên, mỗi cái trình độ căn cơ của mỗi người. Chứ mình không có nói rằng ông đó ăn chay trường mới là tốt, mà ông kia ông chưa ăn được ăn chay trường mới là xấu. Không phải, mình đừng có cho như vậy là nó bị kẹt trong sai lầm. Cái gì thì ăn chay cũng là một pháp môn trong muôn ngàn pháp môn thiện. Mà nếu mình tu không ăn chay được, tôi làm những chuyện thiện khác. Mà có đôi khi những người người ta ăn chay mà người ta không làm được những chuyện thiện khác, thì đối với người ăn chay, cái người mặn người ta đâu có thua đâu. Cái gì thì mấy cháu đừng có đặt lễ cái quan trọng của ăn chay với mặn. Ăn là ăn,
còn người trao dầu cái tâm trí của mình là trao rồi, chứ không phải chứ không phải ăn chay mà muốn làm gì thì làm ăn mặn không như vậy thì không có nói người cư sĩ, không có nói cái người đó là cái gì, không có nói cái người đó là xuất gia tại gia, không có người đó là cạo đầu đắp y vân vân, mà cái người đó nếu mà có thiện nghiệp thì cái việc mình chấp nhận cái thiện nghiệp đó. Rồi mấy cháu thấy có gì không? Như mình tu tại gia cư sĩ, Đức Thầy nói là sẽ thấy rằng toàn thể trong đạo của chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Dạ xưa thưa ông Năm, như là mình học Phật sao mà không tu thành Phật mà lại tu nhân ông Năm? Không có, cái đó là cái mục đích. Mình học Phật là mục tiêu. Còn cái tu sửa mình là cái giai đoạn khởi đầu, mình bắt buộc phải đi. Chứ không có cái người nào mà không đếm được con số 1 mà được đếm con số vô lượng được. Vậy thì muốn đếm được con số vô lượng đương nhiên mình phải đếm từ được con số 1. Như vậy thì mình muốn thành Phật thì phải tu nhân. Chứ không có ông Phật nào không tu nhân mà thành được cái nhân, không có đứa học trò nào không có ở lớp 1 mà lên được tiến sĩ thạc sĩ này học được hết. Vậy thì mình học Phật tu nhân, có nghĩa là mình tu lần lên. Ví dụ như ban đầu đó mình chưa giữ giới, thì bây giờ mình giữ tam quy ngũ giới lần lần lên, rồi 10 giới thì thập bát giới thì 250 giới nhân dân. Thì đến cái ngôi vị giác ngộ nữa là mình không còn chấp giới, có nghĩa là người tu không có nói tới cái giới mặn với chai. Tu hành hồi luyện băng chay mới tâm thanh tịnh gặp ngài an cư. Có nghĩa là mình phải ra ngoài hai cái giới biển. Nghe nào nói ngay, căn cơ thì không đồng, nhưng mỗi người người dày người khác, cho nên mình phải luận cho rõ nhiều, hỏi cho nhiều để cho nhiều khi anh em cởi mở ra để người ta áp dụng tu hành nó không bị dính mắt. Chứ nhiều khi nó bị rút mắt trong lòng thì tu mà còn mãi đang nghi đó thì cũng khổ, không tắt. Bởi vậy là xin ông Năm cũng như giải rõ ra vậy thôi, cái cho cái phần cái nó cởi mở ra thêm để cho anh em có tu hành đó, người ta có chắc ăn, người ta thấy chắc ăn, cho nên ta tu đó, không có ngại ngùng, không có nghi ngờ vậy đó, nó cũng dễ dàng hơn. Dạ thưa ông Năm, như là Đức Thầy nói cái câu là hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can. Vậy là xin thưa ông Năm, như hạ quân nay đã hết đời, nhưng Đức Thầy nói tám mấy năm rồi nhưng mà thấy nó cũng chưa có biết như nào. Dạ như mình phong ba biến chuyển đổi giờ gia can là như ông Năm giải rõ dùng cái phần đó cho con ở đây, như là tất cả những bà con đồng đạo trên mạng nghe chung để sớm lo tu hành để mau kiếm đến lâu qua chầu Phật các ông Năm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó nó chứng minh rất rõ rồi trong cái sấm thi của Đức Thầy. Ví dụ như hạ nguyên thì nếu mình muốn biết được cái hạ nguyên thì phải hiểu được cái lý tam nguyên. Chứ nếu mà không hiểu cái lý tam nguyên thì mình đâu có bàn hết được cái hạ nguyên. Vì tam nguyên ở đây chắc anh em mình cũng có hiểu rồi. Tam nguyên tức là thượng nguyên. Thượng nguyên là thượng nguyên trung, thượng nguyên hạ. Rồi trung nguyên thượng, trung nguyên trung nguyên hạ. Rồi mới tới hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung với hạ nguyên hạ. Cái hạ nguyên hạ này là cái nguyên cuối cùng của lý tam nguyên. Cái này cái chu kỳ cái sự tiệt ra nó không có cái gì mà mới mẻ hết trơn á. Mà tại vì mình chúng sanh mê muội cho nên không có hiểu rõ được, cho nên Đức Phật ổng mới khai thị cho mình có những cái thấy biết. Nói bây giờ thôi, giờ trở lại vấn đề cụ thể đi. Cái tam nguyên tức là một cái nguyên hạ này là cái nguyên cuối cùng, chú nói theo khoa học đó. Bây giờ ví dụ như cái một năm người ta trong cái sinh hạ thôi bốn mùa nó rồi, hay là trong cái dương gian của mình là 12 tháng. Mà cái tháng cuối cùng của cái tháng 12 này là nó sắp sửa chấm dứt của một cái năm 2023 đi. Thì đấy nó bắt đầu bước qua cái năm mới là 2024. Vậy thì cái hạ quân hạ này nó là một cái quân cuối cùng. Mình nói rộn đi chứ mà còn bàn qua cái vấn đề lý này lý kia, năm này năm kia, tại sao nó đến hay đi chưa đến thì cái đó mình không có khẳng định được. Mà nhiều khi nó đến mình không hay nữa, tại sao mình không hay bị mình không biết. Ví dụ như cái người mù đó, người ta đâu có thấy cái hầm trước đường đâu. Hay là đâu có thấy một cái nguy hiểm trước mặt đâu. Mà cái người thấy đường người ta nói thì cái ông đó tụi nó không có. Nhưng mà không có, ông cứ đi một chút xíu ông sẽ rớt nó đó. Sập xuống biết liền. Ông sập xuống đó thì ông biết thì nó hối hận rồi. Cho nên cái đây là một cái lối mà Đức Thầy cân nhắc cho mỗi cái con người mà đang ở trong một cái biển mê, đang ở trong cái đắm nhiệm trong cái danh lợi tình, không có còn màng đến những cái vô thường, cái đau khổ, một cái luân hồi sanh tử. Cho nên mấy ông mới đến thức thì hạ quân này đã hết đời, có nghĩa là cái hạ quân này nó không còn nữa. Vì mình phải hiểu nó không còn một cái quân nào để nó diễn biến mình, tức là nó phải đi đến tận diệt. Cũng như bây giờ chiều nay là 30 tháng 12
năm 2023, thì nó không còn một cái ngày cuối cùng nào của một cuối năm nữa để mình bước qua cái sang cái năm mới. Vì thì bước qua năm mới rồi thì không có còn năm cũ nữa. Thì nó nếu người ta có nói chăng nữa là ta cũng nói chăng là 24 chứ không có nói 23 nữa. Cái gì thì cái hạ quân hạ này nếu mà nó không tồn tại nữa, mà mình không có chuyển biến được, mình không chuẩn bị được bước qua cái đầu xuân quân, thì mình sẽ đi đến một cái chu kỳ một cái chu kỳ sau cùng. Sau cùng nghĩa là tới cái lý trung quân, thượng quân rồi trung quân mới hạ quân nữa, nó tận diệt nữa, thì mình mới đủ yếu tố để mình bước qua cái cuộc sống mới. Có nghĩa là mình ăn Tết được một năm nữa, tức là mình phải trễ một năm 25. Chứ mình không còn có vui sướng trong một cái năm. Vậy thì cái hạ quân hạ cuối cùng, mình nói theo khoa học ha, cái hạ quân hạ cuối cùng lý tam quân này là năm, mình ví dụ năm nay là năm 23 đi, là năm nay là cái năm cuối cùng quyết định quyết lý tam quân tận diệt, thì năm tới năm 24 là thượng quân nó sắp sửa nó khai mở. Mà thượng quân khai mở ra mà cái người này không còn đủ những yếu tố, không đủ nguyên nhân, ví dụ như 5 điểm, 3 điểm, 2 điểm hay là một nách cái nách, thì mình sẽ bị thối quá ở lại, mình sẽ tuột luôn. Tức là ví dụ như bây giờ từ ở đây mình đi thành phố, mà đêm nay là 12 giờ này người ta rước giao thừa, mà mình đang ở chợ mới này trong khi đó là 11 giờ 45 rồi. 11 giờ 45 là mình trong vòng còn 15 phút nữa, làm sao mấy anh em mà chạy nhanh lẹ mà cho nó tới thành phố mà đúng 12 giờ. Mà nếu mà đúng 12 giờ mình không rước được giao thừa thì rồi mình phải bỏ qua một năm mới, mình đâu có hưởng được gì không. Nhưng mà hai cây như là hai cây sàng lọc vậy đó không nè. Không có cái lúc nào cũng cái sàng lọc, thì lúc nào nó cũng sàng chứ. Không là cũng diễn ra cái lúc nào nó cũng nó quay quần nó sàng hoài, mình thấy khoa học nó cũng vẫn sàng, cái lớp nào độ thái cũ bỏ mới lên. Càng ngày nó càng cấp tiến hoài, chứ không có nó lúc nào không sàng, không phải bây giờ mới sàng. Mà thượng quân không sàng hay là trung quân không sàng, lúc nào cũng có sàng chứ. Thì vậy thì bây giờ nếu mà mình muốn được cho mình trên sàng đó thì đương nhiên mình phải là một món đồ nó có trọng lượng. Còn nếu mà mình nhỏ nhất, mình tiểu ti quá thì mình sẽ bị lọt sàn. Vậy thì mình muốn bước qua thượng quân tới đích thì mình phải tìm hiểu con người tới đích. Như vậy thì cái cõi đời thượng quân là cái cõi đời đầy đủ những phước báo, đầy đủ những cái thiện duyên, đầy đủ những cái, nói chung là đầy đủ những cái tốt đẹp. Mà nếu mà con người mình không có đủ những yếu tố tốt đẹp, thiện duyên đó ha, thì mình không có thể mình bước chân qua đó được. Thì mình phải bị đào, nói chung là đào thải đó, mình bị rớt lại. Ông Nam ơi, xin cho con hỏi có hai câu này của thầy. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tích tâm. Thì thế giới bi ai là như thế nào ông Nam? Và chẳng nói vắng dài là sao? Sao Phật lại tích tâm? Nam mô A Di Đà Phật, xin Nam luận giải. Tích tâm. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tích tâm. Thì bây giờ câu hỏi đó có hai ý, thì chú tóm được gọn gọn thôi chứ không có nói dòng dài, bị giáo lý của thầy nó minh mông như trời biển, mình nói quá là nhiều khi ta lậu quá lội, ta giết ta mệt. Nói bây giờ cái thế giới bi ai là nói chung, bây giờ nói cái thế giới là nó nguyên cả một cái vũ trụ, cái quả địa cầu mình nè, chứ không có nói nước Tây, nước Đông, nước nào cho cái thế giới bi ai. Thì danh từ hay chữ bi ai là mấy con thấy rồi, bi ai là sầu khổ lắm. Mình nhìn kỹ ha, cái đó là cặp mắt trí huệ đó, cặp mắt giác ngộ của mấy ông mới thấy, chứ còn cái người mù ta không có thấy bi ai. Người mù ta thấy bằng vui tươi không, sung sướng ăn nhạc không, chứ không có biết bi ai. Cho nên cái câu nói này là câu nói mấy con thấy là cái đó là những bậc vĩ nhân đó, tức là những bậc siêu phàm. Cái trí huệ bát nhã ta mới thấy được cái thế giới bi ai. Ví dụ như bây giờ thôi trở lại vấn đề cụ thể chút xíu đi, bây giờ nào danh nào lợi nào tình đi, hay là ví dụ như bây giờ cái người mà người ta đang nằm ở trong một cái chỗ, mình xin lỗi ha, từ cái chỗ say xỉn đó, người ta đâu có thấy cái cảnh giới uống rượu say là khổ đâu, mà ta vui cười, ta vỗ tay, ta hoan hô đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái người tỉnh táo đứng bên ngoài, ta nhìn vô người ta thấy đau khổ đó. Tèn mẹ ơi, lớp nào nghe mặt ngoài thì nó đỏ ngầu hết trơn, rồi miệng méo, rồi con mắt nhướng lên thì nó khạc nhổ, mình không diễn thiết không có nổi hết những cái cảnh giới bẩn đó. Nhưng mà người ta đó cho đó là vui. Cái gì thì cái giới thế giới này mấy con biết cái bi ai là gì đủ thứ hết trơn luôn. Nếu mà mình chứng minh theo bây giờ đó, nếu mà con lên mạng mấy con biết hết trơn đó, bây giờ lớp nào như cái thằng Liên Xô với Nga nó quách thằng Putin với cái thằng Ukraine, rồi bây giờ Trung Quốc nó ham quách Đài Loan, lấy biển Đông Đông, tất cả Ấn Độ chứ đủ thứ hết trơn.
không có cái nước nào còn ta bắt hàng thì mỗi một ngày nào một tháng nào mình quẩn thì lấy nguyên tử ra bắn lên trời buồn buồn lấy ra chơi lấy ra chơi còn trong nước mình là không ai cũng thấy là gì con với mẹ vợ chồng nhất trong đó thì cái chuyện nó bị ai thì chú nói nó có nhiều lắm dạ. Nó nói chung là nó đầy dẫy những con giết mẹ cha rồi chồng giết vợ rồi nợ nần giết nhau rồi dạ. Người giàu hiếp kẻ nghèo rồi nếu đi sâu cho nữa mấy con thấy nội một ngày thì chú biết không biết bao nhiêu những cái thảm họa của chúng sanh. Thí dụ như bây giờ chú nói ngắn lại chút xíu đi, cái này mình không có nói dài. Bây giờ thí dụ như mấy ta thấy một cái ngày sinh, một cái ngày mùa xuân đi, cái ngày Tết của dân gian mình đã biết bao nhiêu người vui, biết bao nhiêu người có bằng ta quan hô ta ăn mừng những cái ngày đó. Nhưng mà cái cặp mắt của cái người giác ngộ ta thấy cái ngày đó đau khổ lắm. Biết bao nhiêu chúng sanh đang rầu đang rỉ mấy con biết không? Nè, trâu bò ngựa chó lúc nó giái làm sao đừng có mấy ngày Tết. Mà có mấy ngày Tết đó nó khổ lắm. Bị gần đó rồi nó chuẩn bị đâm heo, chuẩn bị đập đầu, chuẩn bị cắt cổ nhân dân. Vậy thì cái đó đâu phải là một cái thế giới an toàn đâu. Đó là một cái thế giới nguy hiểm của những người ở trong một cái thảm họa. Nó phải như vậy thì lúc này thế giới bị ai? Mà Đức Thầy muốn đánh thức nó bị ai đau khổ cả thế giới, nhưng mà mình vẫn còn có một cái hơi thở cuối cùng. Cái hơi thở cuối cùng là hơi thở gì? Cái hơi thở tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là mình chẳng nói văn dài, ông rút lại không nói văn dài nữa, Phật nọ tức tâm. Thì nó cái quan trọng cái then chốt của cái hai chữ cái Phật nọ tức tâm đó. Tâm tức Phật, Phật tức tâm đó. Mà lúc nào mà mấy cháu mà mình lọt vô được hai cái giới này nữa ha, thì mình mới ra ngoài những cái thế giới bị ai. Còn nếu mình thông được hai cái Phật họ tức tâm đó, tức là mình thành tâm, ngu tâm, mê tâm, muội tâm, tâm tối tâm, thì mình sẽ bị khổ hoài, bị ai hoài. Nên chẳng nói vắng dài Phật họ tức tâm là không có nói xa nữa. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, tức là mình là Phật. Mà mình không chịu làm Phật tức là mình phải rơi vào những cái loại chúng sanh trong lục đạo rồi. Chứ mình đâu có còn cái chỗ nào mình tách thang nữa. Ông Phật không nói gì đâu, mình không chịu. Thế thì kết luận là vậy thì thôi, bây giờ thế giới bị ai, tức là cái thế giới mình đang sống đang khổ. Mà cái Phật tức tâm tức là cái con đường mình tìm ra, mình tìm ra được. Dạ.